Phải thừa nhận một điều là từ trước tới giờ mình luôn nghĩ cuộc sống của mình rất là ổn, cho đến khi mình được các bác sĩ tầm soát về tư thế thì các bác sĩ mới nói rằng là mình có nguy cơ bị thoái hóa cột sống các bạn ạ. Xin chào mọi người, ngày hôm nay thì Phương Anh đang có mặt tại hội thảo tối ưu góc làm việc phòng tránh bởi văn phòng do phòng khám ACC phối hợp cùng với Logitech tổ chức. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem là hội thảo ngày hôm nay có những hoạt động gì thú vị nha. Đi thôi. Trong thời kỳ bùng nổ về công nghệ, bệnh văn phòng đã không còn là thuật ngữ xa lạ với chúng ta. Thuật ngữ này chỉ các loại bệnh khác nhau như đau mỏi cổ tay, lưng, cổ vai gáy, thường gặp ở những người làm việc trong môi trường văn phòng và đang có xu hướng gia tăng do tính chất công việc không thường xuyên vận động và phải làm việc với máy tính trong thời gian dài gây nên. Trong khuôn khổ buổi hội thảo, các bác sĩ và chuyên gia đến từ phòng khám ACC và Logitech đã tổ chức tầm soát tư thế và cột sống miễn phí cho người tham dự, từ đó hướng dẫn người tham dự cách chủ động phòng tránh bệnh văn phòng thông qua việc tối ưu hóa góc làm việc cá nhân. Phải thừa nhận một điều là từ trước tới giờ mình luôn nghĩ cuộc sống của mình rất là ổn, cho đến khi mình được các bác sĩ tầm soát về tư thế thì các bác sĩ mới nói rằng là mình có nguy cơ bị thoái hóa cột sống các bạn ạ. Trời ơi, ở một cái độ tuổi trẻ như thế này mà có nguy cơ bị thoái hóa thì thực sự rất là đáng lo ngại đó các bạn. Vậy cho nên là bác sĩ cũng đã chỉ cho mình một số những cách để chúng ta có thể tối ưu góc làm việc và phòng tránh được những cái bệnh văn phòng, ngăn ngừa được những cái bệnh như là thoái hóa cột sống. Và bây giờ thì chúng mình sẽ cùng tìm hiểu nhé. Có phải là bình thường khi mà các bạn ngồi làm việc thì các bạn sẽ ngồi cúi thấp như thế này, tại vì cái màn hình này nó rất là thấp đó, sau đó các bạn sẽ gác một chân lên hay là có rất là nhiều những cái tư thế sai. Vậy cho nên là cái tư thế ngồi đúng thì chúng ta sẽ phải ngồi thẳng như thế này ha. Có thể các bạn sẽ có thêm một cái gối kê ở đằng sau như thế này nữa cho thoải mái. Chân thì các bạn cứ duỗi thẳng song song với mặt đất thôi. Và một cái điều quan trọng đó chính là tất cả những cái thiết bị mà chúng ta sử dụng mỗi ngày nó cũng tác động rất là nhiều đến cái cột sống cũng như là sức khỏe của chúng ta đó mọi người. Đây, ví dụ như là khi mà chúng ta sử dụng những cái bàn phím thông thường thì bác sĩ có nói là tay của chúng ta sẽ bị đặt hơi bị gần vào nhau như thế này thì nó sẽ không có tạo ra được một cái cảm giác thoải mái cũng như là khiến cho cái cơ vai của chúng ta phải gồng lên nhiều hơn, gây nên những cái tình trạng đau mỏi vai ở đây đó. Vậy cho nên là bác sĩ khuyên chúng ta là nên sử dụng những cái bàn phím công đại học như là cái bàn phím Logitech Wake như thế này nè, thì nó sẽ có cái thiết kế dạng lượng sóng như thế này, sau đó là chúng ta có thể đặt tay lên một cách rất là thoải mái để làm việc. Tay của chúng ta sẽ được đặt ở một cái góc nó thoải như thế này đó, rất là thoải mái ha. Đồng thời thì ở dưới này nó cũng sẽ có thêm một cái miếng để mình cảm thấy nó rất là mềm khi mà sử dụng nè. Đó, thì sẽ giúp cho kê được cái phần cổ tay của chúng ta lên đó mọi người, thì nó sẽ đỡ hơn, nó sẽ đỡ đau cổ tay hơn rất là nhiều. Tiếp đến là một cái con chuột Logitech ở bên này. Bác sĩ cũng nói rằng là bình thường khi mà sử dụng những cái con chuột thông thường mà chúng ta hay sử dụng thì chúng ta sẽ phải đặt lên như thế này. Khi này thì toàn bộ cái bả vai này phải gồng, phải dồn cái lực để có thể di chuyển được con chuột. Đó cũng là một cái nguyên nhân gây nên cái tình trạng là bị đau mỏi vai gáy ở những người mà làm việc văn phòng nhiều chúng ta. Vậy cho nên là đối với một cái con chuột mà công đại học như thế này nó sẽ giúp cho chúng ta thay đổi tư thế. Đây, khi mà các bạn cầm vào như thế này đúng không, thì cổ tay của các bạn sẽ được giữ cố định ở dưới này. Và mình nghĩ là nếu như mà có điều kiện thì chúng ta thực sự rất là nên đầu tư những cái bộ bàn phím và chuột công đại học cũng như là những cái sản phẩm công đại học khác để giúp bảo vệ cho cột sống cũng như là cổ tay hay là vai, tất cả mọi thứ sức khỏe của những người làm việc văn phòng của chúng ta. Và vừa rồi là những chia sẻ nhanh của Cafe Tech về những phương pháp tối ưu góc làm việc để phòng tránh những bệnh văn phòng. Hy vọng rằng các bạn đã có cho mình thêm thật nhiều những thông tin hữu ích.